Walking, breathing, smiling, sharing joy for the world and for you. Okay, thank you. Okay. A bluebird on the branch sing a sweet song to welcome the rising sun. I want to write beautiful poems for my own dearest one, but I find no words but the idea I love you. You say? I love you. Yes. Okay. Con chim xanh trên cành biếc cất tiếng liễu lo chào đón mặt trời lên. Tôi muốn viết những bài thơ để tặng em yêu dấu. Không nghĩ được lời ngoài ý tưởng. Anh yêu em, I love you. So you, yes. Yes, but you say em yêu anh. Em yêu anh. Exactly. You say anh to her. You say em to him. Anh yêu em. Em yêu anh. Okay. Thank you. Mời bạn đến Huế quê mình. Bao nhiêu phong cảnh hữu tình làm sao? Hải vân mây biển quyện nhau, biển xanh soi bóng núi cao chập trùng, sóng hương chầm chầm mơ màng đến đài cung điện Huy Hoàng đẹp xinh. Come there. Okay. Mãi chùa Thiên Mù Thanh Bình chuông ngân thức tịnh tâm mình an nhiên. Okay, we go to the garden. Lắng vua trầm mặc trang nghiêm, cây cao bóng cả đứng thiền bên nhau. Đường dài cảnh đẹp tiếp nhau, biển sông đầm phà sắc màu lung linh. You can see huh? In the river. Cảm ơn bạn đến quê mình. From the shore. Chúc bạn cùng với gia đình perfume river bình an. Please come to see Huế, my hometown. Lot of charming landscapes, high vân clouds and sea blend together. The blue sea reflects the high mountain. The perfumed river slowly rip dreamily. Temple and palace are glorious and beautiful. Thiên Mục Pagoda is peaceful. The sound of the bell awakened my mind that to peace. Mù, Pagoda, the king's Muslim were solemn and quiet. I like to go up a little torn bit green and tree down. Meditate side by side. Beautiful long beautiful road continue. Sea, river, lagoon, shimmering colors. Thank you for coming to my hometown. Wishing you and your family all the best wishes. Okay, we go to the Modest Temple first. Yeah. Okay, nice. So when you come here, you see and recognize it easily because you see the video. And I make the video for the same purpose, to introduce, okay,
to other people. Okay, and now that's the steely house. And in the steely house, you can see a very big steely. On that, carving the poem written by the king. Mm-hmm. Yeah, how you feel about the tour today? The tour to Hue today was fantastic. Lang really knows her stuff. She is both entertaining and informative. And has a story for every site that you would visit. Yeah. She is very, very knowledgeable about Vietnam and the history and all of the rulers. And you love poetry as well. And the poetry and the singing. Okay. I've been treated to poetry and singing today. Okay. Ah, I own you a story. I promise to tell you the story about the flower daisy. The daisy. Okay, now I show you the daisy first. I will read the poem in both English and Vietnamese. Which language would you like to hear first? Vietnamese. Vietnamese. All people prefer to listen in Vietnamese first. Những chiếc đòn gánh tre ơi, những chiếc đòn gánh tre trên đôi vai của mẹ đã nuôi con lớn trong đời. Mẹ gánh nặng cho con trẻ niềm vui, con nhớ mẹ về sau ngày dài ở chợ. Đôi thúng tre đầy quả bánh đúng đưa ở hai đầu đòn gánh trên vai mẹ thương yêu. Thơ ấy con thơ, thơ ấy con thơ, mặt to hơn bụng con nào nức đón mẹ về, có nụ cười son và quà bánh rất ngon. Con lớn lên con hiểu mẹ gánh nặng cho đời con nhẹ nhàng, mẹ tháng ngày khó nhọc mong đời con thênh thang. Ôi tình yêu của mẹ, ôi tình yêu của mẹ, bao la tờ biển trời. Ôi những chiếc đòn gánh tre, những chiếc đòn gánh tre trên đôi vai của mẹ đã nuôi con lớn nên người. That's the poem in Vietnamese and now English. Bamboo poles, oh dear. Bamboo pole on the shoulder of my mother have brought me up in life. Heavy burden bringing joy to children. I remember mother coming home after a long day in market. Bamboo baskets full of gifts and food swinging at the two end on the long pole on the shoulder of my mother. At that time, I was a child, I bigger than Belly. I was so happy to welcome mom coming home with my so sweet and things nice to eat. As I grow up, I understand mother burdens heavy to make my life easy. She worked hard days and nights
to make my future bride. Oh mother love so high, so deep, oh bamboo poles, dear pole, raised pole on the shoulder of my mother have brought me up with love. Nice. Thank you. You love the poem? And which language would you refer? You love Vietnamese. Okay. Okay. Many people will wonder, oh, you recite poetry in Vietnamese. How can they understand? You do understand. Yes. You do understand you deeply. Understand. Yeah. Okay. Thank you. Beautiful. Yes. Yeah. Thank you. Okay. Still a long way home. Còn khoảng bao nhiêu tiếng nữa là tới? Có hai khoảng 2 tiếng để đi. À, tiếng rưỡi nữa hả? À, thì cũng đi. À, ok.